Tôi xin chia sẻ cho mọi người. Để cha, trước hết con cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Thì con là ở giáo xứ Đào Vàng, giáo phận Thanh Hóa. Con là Giuse Nguyễn Văn Toàn. Thưa cha là con nói một ơn mới đây thôi. Vì cái ơn cũ thì như lúc ban đầu cha cũng đã nói, con cũng dám, con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chia sẻ ơn mới. Thì chưa ra với cộng đoàn thì trước hết là con như vậy là mắc một cái bệnh, có nghĩa là hai bàn tay rồi chân từ đầu gối xuống, có nghĩa là nó tê mà đến nỗi là con bước lên ngồi xuống rất khó. Mà sau khi con nghe về lòng thương xót của cha cùng cộng đoàn, thì sau khi đứa con rể tân tòng của con ở Lâm Đồng đó gửi về cho con một chiếc đài, thì con nghe thật sự mà nói với cộng đoàn, với cha xứ là con nghe suốt ngày suốt đêm, có nghĩa là luôn nào hết điện là con lại tiếp tục đấy, xong con lại gì bỏ túi con cứ đi, hoặc là đêm ngủ để ở đầu giường liên tục như vậy. Thì dần dần thì con thấy như vậy là nó cũng dần dần. Thì sau khi nhà con ấy, tức là vợ con đó, kiểu thôi thì ông tranh thủ mà đi vào chỗ cha Long đi, thì thưa cha của cộng đoàn, thì lúc mà nhà con sáng như vậy thì con cũng bớt chút thời gian để con vào trong đây. Thì hôm nay cũng cảm ơn lòng Chúa thương xót, cũng như cha cũng như cộng đoàn cầu nguyện cho con, đến nay con đạt được ở như vậy là 80-90%, con xin hết lòng. Thế là ông bị bệnh gút. Thưa cha là có chỗ là nói con là ra cơ địa, mà có chỗ là nói á sừng, mà có chỗ là nói chạm, con chả hiểu gì mà con đi hết các bệnh viện, có nghĩa là không còn chỗ nào nữa, bà lang bà đấy là đông y con đều uống hết, cho nên là con cũng không đi được. Vâng, trước kia là nó đứng lên đứng xuống là nó vất vả lắm, cho nên là con đi lại nhảy lại tốt chưa? Đi lại được bình thường rồi. Vâng. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nhé, để gửi tặng, tại vì ông đã có máy nghe rồi, cho nên hôm nay xin gửi tặng cho ông hai bộ sách, tập 1 và tập 2, Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi còn ai muốn lên chia sẻ lập chứng cho Chúa nữa? Ông ạ? À?